Anh chị và các bạn thân mến, câu chuyện của giá vàng trong 2 năm tới thì nó vẫn đang nằm trong cái xu hướng uptrend dài hạn. Do đó thì trả lời cái câu hỏi của anh chị và các bạn thắc mắc về việc là trong vòng một vài tuần sắp tới thì khi nào nên mua vàng? Thì lời đầu tiên Thắng xin được trao đổi với anh chị và các bạn Thắng Thắn luôn là Thắng đã có cái dự báo về giá vàng dài hạn lên tới 75 triệu cách đây khoảng tầm hơn một năm trước tức là khoảng tầm nửa cuối năm 2018 đầu 2019 và đến nay thì cái quan điểm về giá vàng dài hạn vẫn là như vậy lý do thì chắc có nhiều anh chị và các bạn mới xem kênh nên không tiện hoặc là cũng chưa tham khảo được những cái video đó thì hôm nay thắng nhắc lại với anh chị và các bạn luôn đó là từ năm 2018 tới nay thì là nền kinh tế toàn cầu có những cái biến chuyển theo hướng tiêu cực và các cái hoạt động kinh doanh, các cái vấn đề về làm ăn nó gặp nhiều cái khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó là khó khăn liên quan đến thương chiến Mỹ Trung của giai đoạn trước đó và anh chị và các bạn đã biết. Thì vì có Covid-19 năm 2020 nên thương chiến Mỹ Trung có phần gác lại. Tuy vậy thì những cái động thái liên tục gọi là gọi là đẩy cao cái 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 mâu thuẫn và rất có thể sẽ đẩy lên đến cái mức đó là chiến tranh lạnh giữa người Trung Quốc và người Mỹ bằng cái việc đó là trục xuất các cái đại sứ quán, các lãnh sự quán của nhau rồi uh, bằng cái việc là cấm hoặc là 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 nghiêm cấm những cái việc là những cái doanh nghiệp của Trung Quốc làm ăn tại Mỹ ví dụ như là TikTok ví dụ như là uh, một vài cái doanh nghiệp mà liên quan đến sản xuất cái công nghệ 5G cũng bị liên án là 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 gián điệp nên đã trước đó và ngay bây giờ thì cũng đang được người Mỹ tiếp tục gọi là đưa ra những cái đòn uh, phản pháo và muốn là đẩy cao cái 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 gọi là cái tình hình căng thẳng giữa trung quốc và mỹ thì đó cũng là cái nguyên nhân mà khá là chủ chốt để khiến cho giá vàng à, nơi được coi là cái hầm trú ẩn của nền kinh tế toàn cầu khi mà có những cái câu chuyện à, tương tự như vậy nó diễn ra thì nhiều các quỹ đầu tư lớn kể cả những ngân hàng lớn trên thế giới rồi à, Gold Trade rồi những cái gọi là những cái hội đồng vàng của thế giới họ đều họ đều 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 quay sang và tái cấu trúc lại cái danh mục của mình một phần cái danh mục của mình đã được chuyển về cho cái việc đó là nắm giữ vàng à, việc nắm giữ vàng đó thì nó lại càng khiến cho cái nhu cầu của vàng tăng cao khi mà giá của vàng nó được đẩy lên cao nó được đẩy lên cao sau đó thì chúng ta mới nhìn thấy những cái xấu hơn của nửa cuối năm 2019 đầu năm 2020 thì thắng nhắc lại là cái những cái dự báo của thắng không trên cái căn cứ là thấu hiểu được là những cái thảm họa liên quan đến thiên tai và dịch bệnh chỉ là nhìn trên cái góc nhìn của kinh tế chỉ là nhìn trên góc nhìn của chu kỳ kinh tế và chu kỳ của kinh tế của chúng ta thì đã gói gọn là thậm chí là dư một năm so với cái chu kỳ thông thường tức là nó đã có độ sai lệch một tới một năm rưỡi so với cái chu kỳ thông thường là tám chín chín năm thậm chí là 10 năm cho, cho những cái chu kỳ gọi là những chu kỳ thập thập kỷ 10 năm một lần thì chúng ta đã có một đợt hồi phục kinh tế và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 bước sang 2009 thì chúng ta có sự phục hồi kinh tế nhờ vào nhiều các cái chính sách hỗ trợ à, gọi là tốt trong cái giai đoạn được coi là 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 xử lý tốt của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed để giải quyết cái khủng hoảng giai đoạn đó và từ năm 2009 đến nay thì nền kinh tế Mỹ đã trải qua chính thức là 11 năm tăng trưởng kinh tế nói chung và tăng trưởng à, gọi là là thị trường tài chính, thị trường chứng khoán rồi thậm chí là 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 thị trường bất động sản của Mỹ cũng cũng gọi là tốt hơn so với cái giai đoạn trước đó. Thì uh, có một điều anh chị và các bạn không để ý lắm nhưng thắng theo dõi rất rõ nét cái tình hình gọi là biến động của kinh tế của Trung Quốc cũng như là thị trường chứng khoán Trung Quốc giai đoạn 2008 để 9 sau cái ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn đó thì kinh tế Trung Quốc là một trong những nền kinh tế mà vẫn là tăng trưởng dương nhưng mà đã suy giảm cái đà tăng trưởng mà trong suốt cả cái 10 năm đó thì cái sự ngược ngược chiều ở đây tức là kinh tế Mỹ thì tăng trưởng tốt hơn tích cực hơn nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán Mỹ tốt hơn trong khi đó thì kinh tế Trung Quốc là giảm dần cái đà tăng trưởng thời điểm đỉnh điểm của kinh tế Trung Quốc có những lúc lên tới tăng trưởng GDP 14% và câu chuyện đó nó nó gióng lên cái hồi chuông là 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 người Mỹ thì thấy được cái cơ hội có thể gọi là là gây ra cái sức ảnh hưởng để tác động vào kinh tế Trung Quốc và họ đã họ đã sau cái 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 cái, cái giai đoạn đầu là cái nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama thì sau đó đến cái nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ ông Donald Trump thì ông ấy đã đã đưa nước Mỹ trở lại bằng các cái giải pháp gọi là gây ra những cái mâu thuẫn khá là mạnh với người Trung Quốc. Và rõ ràng là Trung Quốc kinh tế Trung Quốc đang mất đà tăng trưởng thì lại gặp thêm những cái khó khăn như vậy thì lại càng mất đà hơn. Anh chị và các bạn để ý kỹ nếu theo dõi chỉ số trang sang hai hoặc là chỉ số hàng sen của Hồng Kông và của của, của 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 của, Trung Quốc của thượng hải Trung Quốc thì thấy được rằng là cái nền kinh tế Trung Quốc nó hiển thị lên thị trường chứng khoán Trung Quốc và nó rất là bập bênh nó 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 gần như là nó không đi được vào cái trạng thái tức là nó chưa kích hoạt được cái trạng thái đi vào cái giai đoạn Tức là thập kỷ mất mát giống như người Nhật 20 năm khi mà mà giai đoạn trước đó nữa năm 1970 trước đó thì Nhật Bản gặp một tình trạng tương tự giống Trung Quốc và Trung Quốc có thể coi là đang đang có dấu hiệu của câu chuyện gặp cái tình trạng như vậy thì người Mỹ rất hay, thông minh và họ đã đánh đúng vào cái thời điểm mà Trung Quốc khó khăn nhưng người Mỹ cũng không không thể dự đo đoán được và cũng không thể ngờ được rằng cái câu chuyện đó nó lại lại có một cái thứ bất thường của tự nhiên của dịch bệnh của thiên tai nó lại thay đổi mọi cái cục diện và hiện nay thì cái câu chuyện gọi là thương chiến Mỹ Trung thì vẫn còn gác ở đó để tập trung cho câu chuyện dịch bệnh và giai đoạn sắp tới đây là bầu cử tổng thống Mỹ uh, mấy tháng sắp tới thì nói như vậy đến chị và các bạn đã biết được rằng là cái xu hướng bất ổn của kinh tế toàn cầu thiên tai dịch bệnh và những cái vấn đề liên quan đến sự suy giảm kinh tế là có thật. Nước Mỹ đã chính thức đi vào gọi là suy thoái và nhiều quốc gia khác cũng suy thoái, kinh tế toàn cầu chắc chắn suy thoái năm 2020. Và như vậy thì tất nhiên rồi, vàng là nơi trú ẩn tuyệt vời và nó là nơi trú ẩn trước khi có nhìn thấy được cái 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 cụ thể như tháng vừa nói thì đã có những cái dấu hiệu cho thấy giá vàng nhích 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 lên từ cái vùng thấp nhất của nó là 1.000 khi mà bước vào năm 2019 thì nó đã lên tới 1 hai, Và cuối 2019 đầu năm 2020 thì nó tăng rất là mạnh Và có thời điểm đã can mốc gần 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 gần, gần gọi là gần 2001 2034 đô la Mỹ trên một uh, uh trial và chúng ta thấy được rằng là nó còn duy trì cái xu hướng đó và nếu như anh chị và bạn để ý kỹ thì 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 khi mà gặp cái covid 19 thì chúng ta thấy được một điều nữa đó là rất nhiều các chính sách về 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 kinh tế vĩ mô đặc biệt là các cái chính sách uh, tài khóa chính sách tiền tệ và chính sách tiền tệ là một trong những chính sách mà trước đây người ta không bao giờ nghĩ tới nếu không có covid 19 và thiên tai À, xảy ra ở Trung Quốc và một số các cái nơi khác và thậm chí còn có lo ngại dẫn đến những câu chuyện gọi là biểu tình, bạo loạn và chiến tranh nên cái vàng nó lại càng được ưu tiên hơn và nó càng được nhiều nhà đầu tư lớn tâm trí của nhiều nhà đầu tư tổ chức nghĩ đến cái câu chuyện là phải chui toọt vào cái hầm trú ẩn vàng nên là chúng ta thấy được rằng là, là là nhiều tổ chức mua vàng mua thì nó mới mới tăng chứ còn nếu không có các tổ chức mua vàng thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ cái nhu cầu vàng của Ấn Độ của Trung Quốc về để trang sức và để sử dụng thì nó khó có thể tăng nhanh như thế được thì đúng là chúng ta đã nhìn thấy và đã nhìn thấy trước khi chúng ta lần theo dấu vết của các bước chân gọi là đi khẽ đi đi nhẹ nói khẽ cười duyên của các tổ chức mua nhưng mà không để chúng ta biết thì vừa rồi đây thì chúng ta đã thấy hơn rõ nét hơn cái câu chuyện đó là những con voi đi rầm 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 đấy giá vàng tăng lên thì chúng ta lại càng khẳng định hơn cái cái nhận định của thắng về cái câu chuyện xu hướng dài hạn là như vậy và chỉ là nó sẽ tăng trong bao lâu và tăng đến thời điểm nào thì mạn phép được mượn lời của một số các cái chuyên gia tài chính nước ngoài thậm chí là hội đồng vàng thế giới dự báo là giá vàng có thể lên tới 10.000 đô hoặc là 15.000 đô tức là tương đương với khoảng tầm từ 230 triệu đến 300 triệu đồng cái này không phải là thắng tự bịa ra Mà cái này đó là các dự báo của Hội đồng vàng thế giới Và các cái tổ chức, các ngân hàng lớn trên thế giới Họ dự báo dựa trên nhiều các cái cơ sở lý thuyết Tất nhiên thắng đang lần giấu theo là là, là những cái, cái cái cái, cái lý thuyết của họ người, người Suy nghĩ tại sao các tổ chức lại suy nghĩ như thế Và có những cái gì đó mà nằm ngoài cái hiểu biết của mình không Chắc chắn là có và thắng chưa tìm ra thôi Chứ còn không phải là không có đâu anh chị của bạn Do đó thì thì, thì 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 những cái thứ mà những cái dấu chân của họ để lại những con voi đi để lại chính là cái dòng tiền mà chúng ta nhìn thấy mà anh Khánh hay tổng hợp cho anh chị và các bạn xem. Rồi. Thì trong cái quá trình đi lên về mặt dài hạn nó thật nó có thể là diễn ra là lâu và 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 không phải là cái câu chuyện của một vài ngày. Cái chu kỳ tăng giá tăng 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 giá của vàng á, thường thường nó cũng kéo dài hàng chục năm trời. Và nếu chúng ta để ý kỹ thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu tính cái số năm của tăng giá vàng từ năm 2018 cũng chính là thời điểm mà nền kinh tế thế giới bắt đầu có vấn đề, bắt đầu thương chiến Mỹ Trung nổ ra và bắt đầu có những cái vấn đề mà 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 mà, mà chúng ta đều biết, đều nắm nhưng chúng ta chỉ là phớt lờ nó đi thôi. Nhiều trong số những video, những cái chia sẻ nhận định của tháng trước đây về cái câu chuyện mà cái con ếch mà bị luộc trong cái nồi nước á, nó sẽ từ từ cảm nhận cái độ sôi của nước và không phản ứng gì cả đến khi nó bị nấu sôi và chết thì các chuyên gia tài chính hoặc là những người làm trong nghề thắng vựa hay nói với anh chị các bạn là họ bị một cái tình trạng đó là gọi, là gọi là gọi là gọi là luấn quấn trong cái vòng luấn quấn nên họ giống như con ếch bị ngồi trong cái nồi họ không bao giờ đưa ra cái cảnh báo kiểu như ông thắng nói và những họ, họ thậm chí họ biết nhưng họ không dám nói họ, họ không muốn nói Đế là gì Đế là ảnh hưởng đến cái nghề của họ nhưng như vậy nó là không 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 hợp lý vì một mục đích gì đó thì tăng không rõ lắm nhưng mà có câu chuyện đó thường hay xảy ra vì vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau phải phải đưa ra một cái biểu quyết là là câu hỏi là giá vàng thế giới trong vòng 3 năm tới thì theo anh chị và các bạn là có tăng nữa hay không và tăng đến bao giờ tăng đến bao giờ thì đó là cái câu hỏi mà anh chị và các bạn chúng ta sẽ dùng một cái biện pháp đó là chúng ta cùng nhau bình luận và thống kê số lượng những cái bình luận của anh chị và các bạn xem là bao nhiêu người nói là giá vàng dài hạn trong 3 năm tới sẽ tiếp tục tăng và tăng đến tận gọi là những năm nào 2022 2023. Ví dụ thế anh chị và các bạn chỉ cần bình luận là tăng hoặc không tăng hoặc là giảm thì anh chị và các bạn cứ để lại cái bình luận để chúng ta cùng thống kê xem là chúng ta là những người À, nhà đầu tư nhỏ lẻ thì nghĩ gì về vàng và cái con số 230 triệu bóng thắng đưa ra có đúng hay không rồi quay lại với cái vấn đề là chúng ta nên mua như thế nào trong cái giai đoạn uh, mấy ngày sắp tới hoặc là mấy tuần sắp tới chúng ta rất uh, đang có một cái cơ hội và thắng cũng đã từng nói với anh chị và các bạn trên cái biểu đồ tháng á nhiều video trước đó thắng nói rồi nhưng mà video ngày hôm nay thì thắng cũng nói luôn với anh chị và các bạn và chúng ta sẽ quay cái màn hình của video luôn quay cái màn hình để cho anh chị và các bạn cùng nhìn luôn để cho dễ nhìn thấy anh chị và các bạn ha nhiều người thì cứ bảo anh Thắng là tại sao không quay bằng cái việc là quay màn hình máy tính giống nhiều bạn khác rồi sau đấy thì ghép vào nhưng mà Thắng thì anh chị và bạn là Thắng hơi lười nên là Thắng quay trực tiếp sau Thắng sau đấy Thắng quay lại quay cái màn hình luôn như thế này thì cho nó tiện với với Thắng hơn chứ không phải là do tiện với anh chị và bạn nhưng mà Thắng nghĩ là anh chị và bạn chắc là cũng theo dõi được thôi chứ không đến nỗi là không theo dõi được đâu nên là Thắng sẽ quay như thế này cho tiện cho Thắng nhanh và làm một cái video với anh chị và bạn nó không tốn quá nhiều thời gian thì đây, trên cái biểu đồ giá vàng mà giá vàng theo tháng anh chị các bạn thì có nhiều lần Thắng đã nói với anh chị và các bạn rằng là cái tháng 8, tháng 9 á là cái tháng cơ hội và cái tháng đó là tháng cơ hội để mua vàng á. Thì cái tại sao nó lại là cái tháng cơ hội để mua vàng? Là bởi vì đây này. Thắng thì Thắng nhìn trước đây đã nhìn rồi, nhiều lần nhìn rồi. Nhưng mà chúng ta không có để ý nhiều lắm thôi đây này. Đây. Đó, cái vị trí đó là cái vị trí nằm giữa cái cánh tay đòn của cái thằng gọi là cái cân bằng của cái Ichimoku ấy anh chị các bạn. À, cái cánh tay đòn này là cái cánh tay đòn mà cái điểm cân bằng này nó sẽ hút cái 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 phần Ichimoku xuống á. Thế là chúng ta nằm giữa cái cánh tay đòn đó, nằm giữa cái cánh tay đòn đó thì nó sẽ khuynh hướng là sẽ hút sâu về phía dưới hơn và nó nằm ở cái tháng này là tháng mấy? Tháng này là tháng uh, tháng 8 này tháng 9 tháng 10. Đấy ba cái tháng 8 9 10 đó là ba cái tháng mà cái cái khả năng hút về rất là mạnh và dự báo là nó đã thể hiện ở cái tháng này rồi này. đã thể hiện ở cái tháng 8 này rồi. Mà nó đang thể hiện ở cái tháng 8 này rồi thì chúng ta chỉ cần còn chờ nó thôi. Chúng ta chỉ cần chờ nó thôi chờ đó tôi thì bây giờ là 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 có lý do rồi có cái câu chuyện là chúng ta tính toán rồi và cái lý do mà bảo là giá vàng giảm ngắn hạn á trong ngắn hạn để cơ hội chúng ta mua Chứ chính là chính là cái câu chuyện mà liên quan đến việc là là công bố vaccine đấy thì sắp tới thì vài ngày tới hoặc là vài thời gian ngắn ngắn tới đó, thì sẽ có nhiều nước cùng công bố vaccine hơn nhiều nước cùng công bố khi mà nga công bố thì thằng khác cũng công bố cá làng, cá tống nhà họ cũng sẽ cùng nhau công bố thì khi mà nhiều nước cùng công bố hơn thì thì, thì thì, thì, khả năng là cái ảnh hưởng của cái, cái việc đó nó sẽ gây ra cái câu chuyện cái lực bán và trên cái thống kê của cái quỹ uh, quỹ gọi là SDB Gold Trust của một số các quỹ đầu tư á, thì họ sẽ bán họ sẽ bán vàng thì chúng ta có cái số liệu này thì ở trong một cái số cái cái video trước đó rồi thì thắng không nói lại nữa vậy thì đây cái thời điểm mà chúng ta có thể xem xét bởi vì cái này là đánh giá mang tính chủ quan đó thì thắng thấy này 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 sau khi chúng ta nhìn thấy cái cái tháng này này thì nó có khả năng là có cái lực hút ở cái vùng này này đây là cái vùng này là cái vùng nó có khả năng nó hút xuống thì chúng ta bắt đầu nhìn sang tuần thì tuần thì cái điểm hỗ trợ bách test nó nằm ở đây này hiện nay tại sao nó nằm ở một tám sáu và nó bật lên là bởi vì nó chạm với cái ngưỡng bách test của thằng 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 thằng, thằng gọi là uh, Tenkan ten can á thì có mấy cái điểm mà nó hỗ trợ sâu nhất là nó sẽ về một năm chín sáu tức là một nó về cái vùng mây thì nếu mà nó mà 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 ảnh hưởng sâu có thể 3 tháng nên chúng ta không phải vội thực ra hôm vừa rồi á thắng làm một cái video vội á là bởi vì sao là bởi vì anh chị và các bạn biết không nhiều người nhắn tin nhiều người nhắn tin là là mất nhiều tiền vì vàng quá nên là buồn nên là 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 là, là thắng làm một video hỗ trợ anh chị và các bạn chứ còn cũng chưa mua được bởi vì nó chênh lệch mua bán một bốn triệu lần mua làm sao thì cái điểm thứ hai là cái điểm thắng muốn kể đến đó, đó là cái điểm này này và khả năng thắng dự Nó nằm ở cái chỗ này này Đấy, cái chỗ đó cái chỗ ô nó gọi là kiu tuần tuần chị bạn, kiu tuần Đấy, cái vị trí đấy là vị trí mà anh chị và các bạn cùng nhìn với tháng, cùng nhìn với tháng cùng quan sát với Thắng cái vị trí cái cái mũi tên màu đen á. Nó là kiu tuần tuần. Kiu tuần tuần thì chúng ta đếm tuần thì chúng ta thấy này, 1 2 3 4 này đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nó có 9 tuần. Nó giống như ten can á này cái chỉ số ten can anh chị và bạn tôi mở cho anh chị bạn xem này, là ten can á, này cycle này, ten can là 9, là 9 này. Rồi 26, 52, 26 này Tức là 9 tuần này, 26 tuần, 52 tuần này thì Các cái đường chỉ báo các cái đường này Nó có cái sai này này Đó anh chị các bạn nhìn đây Đó thì nó hiển thị lên đây này Thì cái đường này này Cái đường chỗ này này đây Cái đầu mũi tên đây này, này Đầu mũi tên có cái bàn tay này Đó chỗ đó là là 9 tuần Thì nó về tới chỗ 9 tuần cái nào nó bật lên thì bây giờ là cái hướng của nó nếu điều chỉnh á, thì nó sẽ điều chỉnh về cái chỗ mà 26 tuần này này là cái ngưỡng hỗ trợ màu cái màu của nó là cái màu xám thực ra nó là cái màu xám đó anh chị bạn nhìn thấy cái màu xám này không đây tháng chính cái màu xám nó cho anh chị các bạn coi đây này đây cái màu xám đậm này này xám đậm mà cho nó cho nó dày lên cho anh chị bạn coi đây làm sao cho nó dày lên đây đó chị bạn thấy nó dày lên chưa rồi đó cái màu xám đậm dày lên này là vị trí đó là bao nhiêu thì anh chị và bạn căn căn này quanh quanh khu vực đó thì thắng dự báo cho anh chị bạn coi thôi đó khu vực đó là một bảy trăm sáu mươi hai tức là một ngàn một một bảy trăm sáu mươi hai đó thì chỗ đó thì giá vàng trong nước nó về bao nhiêu thì thắng không biết à. Nhưng mà thắng biết là giá vàng thế giới khả năng nó về đó. Còn cái điểm đó là điểm hỗ trợ thứ nhất, điểm hỗ trợ xấu hơn thì nó về đây. Điểm hỗ trợ xấu hơn thì nó về mây và thông thường ở đây này, những lần trước nó về mây này, lần trước anh chị bạn nhớ nó về mây cái nó bật lên ngay này, thấy không? Và các cái lần khác trong cái chuyên đó, nó đều đến sát đến mây là nó nó đi tiếp. Thì nó đang nằm trong cái chuyên gọi là chuyên tăng giá dài hạn đó. Đấy, quay lại câu chuyện tháng này anh bạn thấy là nó nằm trong cái chuyên tăng giá dài hạn này này trong cái chuyên tăng giá dài hạn đó, thì chúng ta nhìn tháng thì chúng ta biết là tại sao nó lại chuyên tăng giá dài hạn là bởi vì nó bắt đầu từ đây 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 nó từ chỗ này nó đi lên và và sang tuần thì chúng ta thấy là nó nó mỗi lần nó điều chỉnh nhá thì nó đều là là mém mém theo cái đường màu đen đen này này thấy không anh nhìn lên, lên này sau đó mém vào đường đen đen này lên này mém vào đường đen đen này lên này thì có cái lần này nó điều chỉnh mạnh do cái câu chuyện bị bán tháo do chứng khoán á chứng khoán giảm mạnh nhá đấy chỗ này này đó một từ uh, xuống một trăm một nghìn uh, bốn trăm mấy đó đây này cái vị trí này này đó một nghìn bốn trăm bốn mươi gì đấy đúng không một nghìn bốn trăm bốn mươi một nghìn bốn trăm năm mươi đó, đó cho nên này, này nó về đến mây thì trường hợp xấu nhất nó điều chỉnh thì nó về đến mây là xấu nhất còn thắng nghĩ là chắc không về đến mây đâu nó về đến chỗ đen đen này thôi này cái mũi tên đen này này là một nghìn bảy trăm sáu mươi đó chỗ đó thì anh chị và các bạn hòa vô nhau đi mua là được rồi và 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 tiệm vàng mà nếu hy vọng là người ta đến đó thì người ta người ta giảm giá cho mà mua đó là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai nữa là gì câu chuyện thứ hai nữa là 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 là, là, là tính theo ngày á, thì đương nhiên là nó sẽ, sẽ dập dìu nó dập dìu từ đây này anh chị và bạn thấy không nó gầm mém mém vào cái trò đen đen này là nó nó lên lại này thì nó hay mém mém như vậy đấy thì cái câu chuyện đó cái màu cái màu đen mà cái mũi đen đen nó đang đây này mũi tên đen, đen đang đây để nó nằm ở mây luôn tức là cái mũi đen đen nó chính là mây của của ngày anh chị và bạn Thấy không ạ? À? Cái mũi tên đen này này, nó chính là mây của ngày 1763 gì đấy, sáu 63 gì đấy. Đó, 60 đó. Thì nó là mây thì khả năng á thì nếu mà nhìn trên ngày á thì rất có thể là nó lao về mây. Nó lao về mây thì xác suất đúng nó rất là cao. Đây này. Lên đây cái nó không nó được nó lao về đây này. Lao về mây đó. Đó, đó là những chỗ mà anh chị và bạn thấy có thể tham khảo, theo dõi để tham khảo. Tham khảo thì nó cũng về đúng cái vị trí kia luôn. Đấy, mới ra tuần đây này. Thì anh chị và bạn thấy không? Đấy, nó cũng em em về cái vị trí đó. Đấy, vị trí đây này, vị trí này này, đó. Thì trong vòng là tuần sau thôi, hoặc tuần sau nữa thôi. Đây này, hết tuần này rồi. Hết tuần này rồi xem tuần sau. Hôm nay là thứ sáu rồi, tối hôm nay với lại tuần sau, tuần sau nữa thì nó về đến đây là hợp lý nhất. Về đến đây hợp lý nhất thì nó có khả năng là nó sẽ khoảng 3 tuần gì đấy, 3 tuần gì đấy thì nó nằm ở khoảng tầm tầm đây, thoảng khoảng đâu đó thắng không biết chính xác đâu dự báo thôi mà đây đó cho đó đó mùng 7 tháng mấy đó đây này thôi kết thúc video tại đây nha anh chị và các bạn nhá xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn